bạn xuất đây nè từng học này là dương bật to chụp kia mùi lùm hạt tiền đó xong rạp lùm hạt ảnh của tỷ đọc của muối nơi khả nông mê riêng tỷ buồn bò dương cư completing the accounting cycle chân lùm hạt này cư kể áo dương bẻ con chứ mùi nâng the financial item chân kẻ là ní để tôi từ riêng rồi bài ca hệ rành vật thô rồi bỏ B. Sander Company at G.I.N. July ngày tì 31 năm tì bọt đọc đấy. Chẳng kì áo y bọt miên nây kẹt nà ní xâm rạp dô tự thuốc ca riêng chom rô bài ca hay rành bật thô xâm rạp cồng hôn B. Sander đã nơi khá nông bình chọp chân nắm bình chọp nơi chông chân nắm bọc kì nâng cư nơi ngày tì 31 July chân nắm tì bọt đọc đấy. Đại khả năng lúc cư miên kẹt nền đi kê áo miên salary payable $2,800 miên salary expense $5,700 miên utility expense $2,600 miên equipment $18,500 miên account payable $4,100 ai miên khẹt $2,400 miên rent revenue $8,500 note payable và $18,500 ai miên commission revenue nữa $10,100 miên account receivable $9,780 miền accumulate depreciation $6,000 miền drawing $4,000 hay depreciation expense miền $4,000 hay nâng cho cái capital đại capital này cứ cái ấy capital đám kia cứ là ngày tìm mùi ông gớ năm tìm quan phụ buồn nâng cứ miền phụ mán và phạm mơn một con $2,000 hay interaction cứ quay để cái trang ở dương thừa nó cứ tìm mối ế cái ở dương prepare an income statement and owner equity statement for the year này cái thằng the owner did not make any new investment during the year này hay b cứ prepare a classified balance sheet này bà chẳng ế cái ở dương riêng trong rồi bài ca là tập hóa nâng riêng trong rồi bài ca tuần mà chắc nữa hay bì ní cứ cái ở dương riêng trong ta đang tổ lý dạ ca thì có kia hay thả classify mà lần xin nế bà chẳng tỏ lời dương châu tự đo chùm lại từ ọc nì nế bà chẳng nằm bây riêng trong rồi bài ca cứ dương đã chú mua cồng hốn bà chú mua rồi bài ca bà dương cứ rồi bài ca là tập hóa income statement hay cái lãi ca bà chai ní cư dương đạo for the year indeed cư dương ọt nạc bà ọt nạc for the year indeed cư ọt rầm trời bà này thay cái lãi nâng cư dương riêng chom rồi bài ca lật tập hóa nông cùng lông chân nằm cùng lông chân nằm mình chọc lấy chân nằm nâng cư mà cùng lông này mà chân nằm nâng tao dương chùm nành bàn bà màn mình mềm thắt đo tê nâng dương chùm nành bà màn nè mà đo tê nâng chùm nành bà màn dương ai dương chọc bò bì bì nà màu bì bào nhưng mà cho bạn nhé bạn tay dừng đặt bài này cứ là này thằng lật tập hóa không mà chả làm đường này mà đó bạn tay bao bài lần ship mình men lật tập hóa kẹt nó đi mùi mùi không mà chả làm đường tê cứ việc mình to hô hai đại kia sẽ tự chưa kẹt nó đi ở trên trái và to mà là hốt đo pin nâng vì miền trường luôn vừa màn đấy chân ạ tần đấy khó nghĩa lại nên đấy bản chân dương chặt đam thư ca đi chom rồi bài ca là tập hóa từ dương strong tẹp con chùm mùi nâng chùm đấu nâng chùm nái vô máu tu tọt nghĩa tới dương khi là tập hóa chùm này đi khá đấy nè bản chân tí mùi cứ chùm đấu revenue mà revenue bỏ dương cứ kẻ áo miên tẹp con chùm mùi nâng khăn nế cứ ở miền tế bản đi commission revenue nè miền mùi nè commission revenue chân dương strong vô mà đạ màu nè bà commission revenue bỏ mùi mớn một con mà rồi đó là nè hay chia bật to nó cứ miền bẹ con chúng mình đang ngồi ăn revenue cùng bảy con trăm rồi là đi chia miền tập pi như thế bà revenue bao nhiêu miền tập pi như thế này chẳng dừng xong tập pi nhưng giờ mà đạt máu to máu dừng total ra revenue bao nhiêu tập pi nhưng mà châu khi máu khơi thao thì khơi còn mùi mến còn buôn con còn mùi rồi đó là này thì total revenue bà bật to mà tiết cứ expand chẳng ai giúp chọn bao nhiêu nghĩ cứ dương giúp chọn bẹp con chúng mình đang single step đó cứ dương admin Xbox mang dây sờ đọc chùm đâu chùm nái đọc nghề máu cứ dương khơi chùm đánh kha đây nè bà chùm nái bao nhiêu dương từ cái nét mưa địch nghĩa bà miền salary expand miền utility expand miền depreciation expense đấy chấm này bao nhiêu miền tập bay để chắc là depreciation expense buồn bón
bà utility expense $2,200 salary expense $50,700 chẳng lấy thông nhưng vô đặt một món đấy bà thì mỗi cứ salary expense $50,700 nhé hai tỷ nữa cứ utility expense $2,200 hai trong cái bao kê đại kê cứ miễn depreciation expense $400 đấy chẳng dừng xong vô mà đặt vào chẳng dừng tu tuột từng bay nhưng máu khi hai trăm này bao dương cứ miễn tài $50,700 là tiền hai chùm nồi bao dương tạch dương chùm này chẳng lại nâng lật tập hòa bao dương chênh máu cứ bỏ khỏi chiếc khăn chẳng bạc khác dương đặt net low đó bao chùm đánh dương đặt net income đó chẳng dương rốt chiếc khăn net low bao dương cứ dương chiếc khác là hô tạch đo bằng mấy bón bằng bì rồi là dương thư cả từ toàn máu đó và chọc bẹp bón cho mình nâng rồi bài cá là tập hòa đó và chiếc bà to dương chiên cho tạch đo owner equity statement cái này dương đặt for the year in data đó bà owner equity statement bao dương cứ tìm mũi dương sáng bẹp bọn cho mũi nâng capital đám kia nét tôn bọn mà chạc đám kia bao dương ý cứ beginning of the year bao dương cứ miền tổng án và miền pram mơn mà bọn pi rồi đồ là nét chân dương tạm màu nét bà capital bao dương đám kia nâng ngay tìm mũi August năm bị bọn đọc bộ nâng cứ miền pram mơn mà bọn pi rồi đồ là bà tốt bà tiết bà sân chí lật tập hòa này chỉ vừa cảm bao dương chùm đánh cứ dương mày đáy cứ dương bô của châu bàn tay là tập hòa là chi vật cảm thì dương thừa cá đi cho mình những cái việc khác nhưng chân cái này những cái dương đỏ đó đỏ ai chung luôn bà mát đi đỏ ai chung luôn đẹp khác cứ bầm bấy bón bầm bì rồi là bà dương đỏ ai bầm bấy bón bầm bì rồi là và tốt mà tiết dương mơ ta kẹt là này bà dương mình cả đỏ tôn non mà chạc chi vật cảm đó chân mà chạc chi vật cảm bà dương mình kẹt là này đảo huynh còn bán đỏ tôn chung luôn buôn bọn đó là chúng ta đọc tôn ấy cứ thử ở owner bà quạt thòi chẳng những đó ở đây thì còn bạn đọc tôn nâng bật hàm tiết đấy bà đọc ở trào vinh tiết chẳng những bộ net, net low hay nâng ở trào vinh bà châu khí mốc khi tham vệ một khơi mà mơn phí quán trăm phí đôi đó là chẳng dùng dụng capital đám kriết đọc ở sở rộp đồ viên net low hay nâng trào vinh bà dương khí mốc cứ dùng khơi capital nơi trong kia đấy cứ nâng ngay tí xa sập mùi khai trăm phí trăm phí quán đọc nâng mốc cứ capital bà dương khơi cho nuôi một mát bà bay mớn cùng bay quán trăm rồi là chân chọc bẹp con cho mùi nâng ở bài cả tí phí cứ owner equity statement đấy xâm rạp xâm nụ e này bà dương chiên cho đo xâm nụ c trong xâm nụ b cứ cái áo dương prepare a classify balance sheet đấy chân nhìn đặt mua cầm hốn mua được bài cá chân cái này nhìn đặt as ad đấy chân bà này thả đo trong ngày nắng cứ kẹt là đi từng ọt nắng cứ vừa miên sẵn mà to đó cho luôn phần nặng đấy và chẳng classify balance sheet thì mỗi dương điệp chọn bẹp bọn cho mùi nâng asset chẳng asset dương châu tôi mới bẹp bọn cho mùi nâng current asset bao dương đi cứ miên bẹp bọn cho mùi nâng account bẹp bọn cho mùi nâng cash nè thì mỗi cứ sạch prạc nè chẳng dương sau sạch prạc vô mà đạt bỏ nè và tí pí cứ miên bẹp bọn cho mùi nâng miên sạch prạc bà nâng account receivable nè to bị sạch prạc máu dương sang account receivable nó current asset bao nhiêu cứ miên tập pi như thế đấy bà dương sở hữu current asset máu cứ khơi thao bị smart từ nâng bay mới bay pon trăm bốn rưỡi bảy sáu đô la đấy bà trên pi current asset máu cứ dương chỗ đó property plant and equipment này xa cái này nghĩ cứ dương admin long term investment để không làm hạt bao nhiêu nhé chẳng property plant and equipment bao nhiêu cứ miên bẹp pon chỉ mùi nâng property plan là miền tại equipment mùi tế đấy chân miền tại equipment mùi tế property plan and equipment mùi dương đấy chân equipment mùi chân dương sàng máu mà mơn bằng bấy quán trăm rồi là dương dương equipment mà đã mở đấy và tòa máu cứ dương thua ca đo oi accumulate depreciation từ equipment này nhé bà niệm bằng mùi quán là chân dương đo oi bằng mùi quán là tránh tiêu dương khơi net robot equipment đồng lại sở rộp robot equipment chúng dùng thuật ca tu tốt ở đầu viên có rất là sắp hay nâng property plan and equipment bởi dương như bị châu không như máu từ trong cáo dương khi tông ta là sắp bởi dương cứ buồn mơn và mùi con buồn rồi bẹt sắp được là này chẳng chọc bẹt con cho mùi nâng asset nhé bà chân phía asset tới cứ dương châu đo liability and owner equity nhé bà liability nâng owner equity từ tí mỗi những điểm trọng bẹp bọn chúng mình nâng current liability nâng bông nó đã miên được dạng bê cao mạch nằm
bà bấm nốt cầu mà chín năm bao nhiêu mình miền salary payable bà miền bẹp bon chúng mình account payable bà miền to the tiết ở note payable bao nhiêu thì bẹp thằng long term chẳng lại ní maintain current liability đây nè bà miền tập pi nên thế cứ current liability bao nhiêu chẳng pi mũi cứ bẹp bon chúng mình nâng account payable nhưng rồi mà đã máu buôn toàn mà rồi là nè bà này account payable buôn toàn mà rồi là hay bắt đầu mà tiết cứ salary payable cứ pi pon 80 đô la như vậy mà nặng nói và current liability bao nhiêu miền tập pi như thế chương trình sẽ lập cho cái này máu khi current liability bao nhiêu cứ miền của mỗi pon mà rồi 80 đô la này và chỉ bắt đầu như chỗ đó long term liability long term liability bao nhiêu cứ bấm nó đại miền rồi dạ pi lớp pi mà chín năm đấy và lớp pi mà chín năm cứ miền khả năng như ở miền thế cứ ở hơi nơi ta khẳng đấy cứ miền đại capital depreciation drawing accumulate account receivable ba miền tầm mùi đấy cứ note payable thì tạm đo nữa đại cái phép thằng long term chứ mà con còn bảy rồi là này chứ nhưng giờ mà đã mất miền tầm mùi đấy cứ note payable và con còn bảy rồi là chứ nhưng tu toàn current liability thằng long term liability đó nhưng khi total liability bao nhiêu cứ phạm pi con còn bốn rồi 80 đô la này chứ chọc phép con chúng mình đang liability nhưng cho đó owner equity đây owner equity bao nhiêu như vừa capital cho kia bao nhiêu ní cứ bảy mươi và bảy pound trăm rồi đó lá đại diện thừa ca điệp chọn rủi ro nên không có được bài ca tuần rồi bọn mình trả ní cứ dương vừa mà đặt tại mà đòn đấy bạn đi cứ bảy mươi và bảy pound trăm rồi đó là và tóm nói dương sở hữu đầu tiên liability hay nâng owner equity bao nhiêu như máu khi anh ta sở hữu máu cứ vì smart từ nâng asset đấy cứ buồn mến và mùi pound và bảy rồi 80 đô la được kia đấy bạn này cứ chia chấm lại xong đọc lòng hạt đi đọc và mùi bò dưỡng cứ miền tài phần đăng tên ấy. Hay bà mình chấm ngọt ấy ai comment xuống nơi càng trọng video bán hay chú ý share video này đồng bây chạy đồng lên chấm lại đăng phép con chấm mùi những kẹt lên đây mặc nha hay chú ý cho subscribe trên nền YouTube hay complete chú ý cho lên quần đăng mà nẹ mùi phong đồng bây dưỡng từ tùa bàn video càng này trả chẳng nơi không video này nhưng bà chọc tài phần đăng dưỡng nâng bần to chú kìa chìa bần to xong rạp lùm hạt tí đọc bằng phí nơi video cao chìa bần to tiết bà chẳng nhung bà chọc tài phần đăng sẵn chọc